phát hiện củ cá tầm khổng lồ hơn 100 tuổi. Một nhóm ngư dân ở British Columbia, trong khi đi câu đã bắt được con cá tầm trắng khổng lồ dài 307 cm, tuổi đời ước tính ít nhất 100 năm. Để bắt được con cá khổng lồ này, họ đã sử dụng thiết bị sóng âm hỗ trợ thăm dò dòng sông. Được biết, mỗi mùa sinh sản, cá tầm có thể đẻ tới 3 triệu quả trứng, nhưng vài năm chúng mới đẻ một lần. Cá tầm trắng vốn là loài cá nước ngọt lớn nhất ở Bắc Mỹ, có thể dài tới 4,3 mét và nặng 680 kg. Theo Hiệp hội Bảo tồn cá tầm sông Lower Fraser, loài sinh vật này có thể sống trên 150 năm. Cá tầm trông rất giống tổ tiên thời tiền sử của chúng, với đuôi giống của cá mập cùng miếng gai bảo vệ. Những đặc điểm này kết hợp với kích thước lớn của chúng tạo cho cá tầm vẻ ngoài có phần kỳ quái, nhưng chúng thực sự vô hại đối với con người.